Xin chào, có phải là bạn đang muốn tìm công việc không? Với mức lương là 6 triệu đến 36 triệu. Cháu Lực xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã đến với nội dung mới trên kênh Bạn Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa cô bác, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục lên nhà của ba ông cháu của bác ạ. Cô bác có thể theo dõi được những thức phim hôm trước thì cũng đã biết được rằng là cháu Lực cho em sửa lại ở nhà là để em ấy làm lại cái phần chuồng lợn một chút cô bác. Có thể nhìn thấy từ xa thì thấy là em sửa lập cái phần lập là xong rồi các bác. Hiện tại phần lập vẫn là phần láng thôi. Bây giờ thì chỉ có việc là đi việc là làm ở cái phần ngoài nó thôi là cũng xong rồi. Hãy đi vào nhà xem là hai ông cháu xem là em Sử có ở nhà không. Cửa thì có vẻ như đang mở khá là to các bác. Đến chiều tối như này thì ba ông cháu chỉ có ở dưới nhà dưới kia để làm mà những công việc thôi. Ôi, anh chào Sử, chào Hải nhá. Hai anh em không đi đâu à? Ông đi đâu rồi? Ông ở nhà, ở nhà dưới kia. Cháu Hải xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Cháu Sử xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay là hai anh em là không đi làm cái gì à? Không đi đâu. Thế Sử thì hôm nay là có đi đâu không? Không đi đâu. Cái chuồng kia thì hôm nay một mình Sử là làm xong rồi à? Vâng. Nhìn thấy từ xa này có vẻ như là thấy phần mái đấy thì cũng được em Sử là lập xong rồi, trồng cột đấy. Không thấy có ai cùng Sử làm không? Không được. Một mình không làm thôi à? Vâng. Thế Hải thì hôm nay đi học là đến mấy giờ thì về? Đến 3 giờ rưỡi ạ. Đến 3 giờ rưỡi là về à? Vâng. Thế Hải là mấy hôm nay là đi học và như thế nào? Hải có thể là nói cho các ông bà biết được không? Vẫn như cũ rồi ạ. Vẫn như cũ rồi à? Vâng. Thế không tiến triển lên được một chút nào rồi à? À, không tiến triển được thêm à? Được một chút rồi ạ. Được một chút à? Thế năm nay thì liệu có được mấy cái giấy khen? Được một cái hay là hai cái? Được một cái rồi ạ. Được một cái rồi à? Vâng. Thế anh tưởng là được hai cái giấy khen thì lại hơi giỏi đấy, tại vì là một năm thì mới được một giấy khen nữa bác ạ. Hỏi cũng vừa chiêu em Hải một chút. Thế dạo này Sử thì học hành là tới đâu rồi, biết nhiều chưa? Chưa biết ạ. Chưa biết à? Thế là vẫn như cũ à? Vâng. Không phải đâu chứ nhờ. Phải học có vẻ là trong thời gian này thì các em cũng hơi bận của bác ạ. Em Sử thì là cũng đi ra ngoài làm đồng áng nhiều ấy, thế nên là bận hơn. Đến buổi tối về thì chắc là cũng mệt và đi nghỉ sớm để ngày mai tiếp tục là làm. Nhưng mà đến hiện tại thì công việc đồng áng ấy, thì cũng đã gần là xong rồi. Mấy đứa chỉ cần thêm vài tháng nữa thôi là được thu hoạch thôi cô bác ạ. Thế ông thì đến buổi tối thì mới lên trên này để nấu cơm mà. Thế Sử thì đi học về thì có đi... Hải thì đi học về thì là ở nhà là hay phụ ông với lại phụ anh Sử làm thêm những công việc gì? Là về đến nhà cũng có cháu thì đi lấy cỏ cho cháu thôi ạ. Ở nhà về đến nhà là không có việc, có việc gì là mình làm thêm việc này đúng không? Vâng. Hải thì có vẻ như là mấy hôm nay lên cân thì sao không bác ạ? Thấy trắng trẻo hơn, còn Sử thì nhìn mặt thì cũng béo lên đấy cô bác, nhưng mà chắc là đi vào lòng đồng áng nhiều quá cho nên là đen hơn hẳn nha. Thế Hải thì vừa mới nói với cháu Lực rằng là có một số điện thoại lạ là gửi tin nhắn là làm gì đây? Hải thử đọc xem là tin nhắn này là tin nhắn gì đấy. Xin chào, có phải là bạn đang muốn tìm công việc không? Với mức lương là 6 triệu
6 triệu đến 36 triệu mỗi tháng, cùng với công việc hoàn toàn hợp pháp và đảm bảo thu nhập. Mỗi ngày bạn nhận thấp nhất 800k, kiếm tiền tại nhà đơn giản. Ôi dồi, tôi đây xem nào, đây lại có, cũng biết là tin nhắn bạn bè, có phải tin nhắn của bạn bè Sử không, tin nhắn này ấy? Không phải đâu. Không phải đấy, mời rồi, ở đây đấy còn liên lạc làm tại nhà là công việc 800k đến 1 triệu. Ui dồi, không biết là làm đây là làm cái công việc gì đây, mà giới hình thức là 23 tuổi, cái gì vui lòng liên hệ tham gia nếu có nhu cầu. Ôi, ở dưới này thì còn là có anh ấy tin nhắn là cung cấp cả họ tên này, nơi ở này, xong còn kèm theo cả số căn cước công dân này. Ôi, nhưng mà đây thì Sử với Hải thì có đã bao giờ liên lạc với số này để mà để làm việc không? Không đâu. Không à? Đấy, mức lương mà làm việc tại nhà là 6 đến 36 triệu của bác. Đấy, một cái mức lương mà phải nói là cực kỳ mà cao luôn. So với 6 triệu là ở trong thôn bản là đã một mức lương rất là cao rồi. 6 triệu thì không biết là Sử với lại Hải đi bán được bao nhiêu bó củi đây. Còn là bảo là 36 triệu trên mỗi tháng nữa. Bây giờ công việc này thì có vẻ như là rất là cao này. Đấy, ở đây thì anh thấy là có cả người ta bảo là cho cung cấp cả số căn cước công dân đấy và họ tên đấy. Thêm là nơi ở nữa, nhưng mà tuyệt đối là các em đừng có cung cấp lên nhá. Tuyệt đối là số căn cước công dân nhá. Sử nhá. Đấy, Sử thì có căn cước công dân ấy, thì nếu mà có ai kẻ xấu điện về ấy, như cái số điện thoại này đấy, điện về thì bảo là cung cấp cái số căn cước công dân để cho người ta làm việc ấy. Đấy thì là đừng có mà nghe theo nhá, đừng có mà dạy mà đưa nhá. Chứ không là sau này mà em căn cước đấy, đưa cho cung cấp cái số chân dân, cung cấp cái số căn cước công dân đấy cho cái số mà lạ mặt ấy điện về ấy, là nó dùng cái số điện thoại, dùng cái căn cước công dân của em để đi vay tiền đấy. Đấy, ở đây thì có vẻ như là lần này các em là nhận được tin nhắn đầu tiên của bác này, cũng không thấy nói với cháu Lực cả. Lần đầu tiên thì nói đã nhận được tin nào chưa, là xóa được, đã xóa tin nhắn nào không? Không đâu ạ. Không xóa à? Vâng. Nhận được mỗi lần này à? Vâng. À, có vẻ như là em Sử thì em ấy không có biết đọc với cô bác, thì ra là em ấy không biết, chỉ có em Hải thôi. Tuy nhiên là khi mà em Hải nhận được những cái tin nhắn như vậy thì em cũng không có biết là hỏi ai, cũng nói với cháu Lực mỗi lần cháu Lực lên thì em nói với cháu Lực thôi. Đấy. Nếu mà người khác gọi điện về ấy, nhắn tin thì chắc chắn là Sử là không có biết đọc rồi đấy, nhưng mà để mà gọi điện về cung cấp số căn cước công dân thì tuyệt đối là Sử không có đưa cho nhá. Vâng. Không là sau này là mình thành vay tiền lúc nào không biết rồi ấy. Vâng. Đấy, phải nói là bây giờ ở bên ngoài thì có rất là nhiều những cái công nghệ mà thông tin nó phải nói là cực kỳ là tinh xảo luôn cô bác ạ, thậm chí là còn là giả giọng được nữa. Có thể là như kiểu Sử đang ở nhà đúng không? Đấy, Hải đang đi học. Hải nói rằng là điện cho anh Sử bảo là nhưng không phải là Hải nhá. Giả giọng Hải điện cho Sử là đang cần tiền hay là ở dưới kia gặp nạn, thì Sử chạy xuống dưới là có lúc là không phải đâu ấy. Đấy, phải nói là rất là nguy hiểm, cho nên là cũng cực kỳ mà tránh cái điều này nhá. Tuyệt đối là không được cung cấp cái số căn cước công dân cho ai bao giờ cả nhá. Được. Chỉ cái bản thân của mình biết thôi. Và lúc nào mà đi xá làm ấy, thì xá yêu cầu thì mình mới cấp cho bên xá thôi nhá. Được. Đấy. Lúc nào mà có thể là thí dụ như bây giờ có một cái số điện thoại nó điện cho mình đấy, thì là bảo lấy số căn cước công dân thì đừng có cho. Được. Hay là người ta có thể nói là bảo là tôi là anh trưởng thôn đây, đấy tôi muốn biết cái số căn cước công dân để của bạn để mà tôi làm cái giấy tờ này cho bạn ấy, thì là đừng có cung cấp nhá. Vâng. Đấy, phải là em, nếu mà người ta gọi như này tắt xong em gọi lại xem là có phải anh trưởng thôn không. Đấy, nếu mà phải anh trưởng thôn thì đến lúc đấy thì mình mới tin tưởng được. Đấy, rất là nguy hiểm của bác ạ. Đấy, ở đây thì cháu Lực cũng
dặn dò các em rất là kỹ về cái điều này, thì sợ rằng là các em lâm vào cái cảnh mà cung cấp cho người ta rồi thì thành nợ tiền lúc nào cũng không có biết đâu các bác, rất là cẩn thận. Đấy, nói rất là nguy hiểm các bác ạ, và các em thì cũng phải rất là hết sức là cẩn thận nhá. Đừng để những cái mưu mẹo mà kẻ xấu người ta lợi dụng được mình. Đấy, không thì sau này tự dưng mà giấy vay tiền là về đến nhà là để mà đòi tiền ấy, là lúc đấy là mấy ngớ ngàng như đấy, là bật ngửa đây là không có biết được đâu ấy. Đấy, các em thì để mà biết được những cái điều này thì chắc chắn là chưa có biết được cô bác ạ. Còn là Hải thì có thể là em ấy đi học, em ấy biết đọc, biết viết và biết hơn sử một chút, cho nên là có thể là biết nhiều hơn. Đấy, còn bây giờ thì Sử thì đưa anh đi xem cái chỗ mà cái chuồng lợn hôm nay Sử làm nhá. Vâng. Xem là có thì xem là đã hoàn thiện chưa cô bác. Thế là hai anh em là chuẩn bị nấu cơm tối chưa? Sắp nấu rồi à? Vâng. Hôm qua ở trên này thì có gió to không? Có mưa to không? Có. Mưa to à? Vâng. Đây, đợi từ từ đợi anh chứ. Anh đeo dép đã. Dép của anh thì phần phải lấy thắt thì nó mới đi, nó mới được. Thế là hôm nay là ai đưa tôn cho Sử ấy? Tự đưa á? Hôm nay thì cháu Lực cũng bận việc ở dưới nhà một chút cô bác ạ, cho nên là không có lên được. Thế hôm nọ thì lúc đầu thì định lấy cái tấm sắt là B40 của bác này để mà làm xong như thế này là để quay lại đây, nhưng mà sau đó thì cũng được là các bác ở trên kênh nói rằng là cái lưới sắt B40 đấy, sợ rằng là sau này mà mình để ra Sử này thì phần chân nó bị cái phần phân lợn đấy nó ăn mòn vào ấy, thì ra là nó mục rất là nhanh. Tuy nhiên thì bây giờ là anh em sẽ phải là làm cái phương án khác của bác ạ. Không dùng được bằng sắt B40 thì anh em mình có thể là đi lấy cây về để mà làm. Đấy, còn cái phần mà chi phí sau này nó còn dư ra bao nhiêu thì là mình có thể là để vào để xem là mua thêm lợn hay là mua thêm cám cò cho nó. Đấy. Đấy, còn cái cột như này thì cũng khá chắc chắn rồi các bác. Ở đây thì không có làm cao quá cho nên là không có sợ rằng là nó bị táp ra ngoài cả. Nói và nói là sau khi mà cháu Lực chia sẻ lên, đấy là ý kiến của cháu Lực cô bác, thì cũng được các bác ở trên kênh đóng góp ý kiến, thì cháu Lực cũng lúc nào cũng luôn luôn lắng nghe. Các bác nói rằng là sau này nó bị như kiểu bị dỉ cô bác, thì cháu Lực cũng lắng nghe ý kiến của các bác để mà thực hiện cái phương án khác. Thì bây giờ thì nếu mà để mà cái kinh phí nó mình đi mua xi về, mua gạch về xây cô bác này thì cũng không có đủ, và cái phần kinh phí thì để mà vận chuyển từ bên kia sang bên này thì cũng khá là khó, khá là xa nữa. Vâng. Nếu mà để bọn mình sửa mà làm thì chắc chắn là không có kịp, không có được, chở vài chuyến thôi là mệt rồi. Vâng. Đấy, bây giờ nếu mà mua được gạch ấy thì mình còn phải chở từ xá lên đến điểm trường. Vâng. Mà ở đây thì mình lấy thì cái chuồng lợn của mình chắc rơi đâu đó tầm độ, anh cho nhất là tầm 200 viên gạch. Vâng. 200 viên gạch, mà gạch to ấy các bác nhé, chứ không phải là gạch đỏ đâu. Đấy, trước nếu mà đợt mà mới làm nhà xong ấy thì còn có người để mà làm ấy, thì là mình thuê người để mà chở thêm gạch to cái vào, thì đến giờ này thì có thể là mình không phải là lo thêm về cái vấn đề đê này nữa. Đấy, nhưng mà chuồng lợn thì thực sự ra cô bác ạ, nếu mà bây giờ cô bác đang theo dõi ở trên cái màn hình nhỏ ấy, thì nó rất là hẹp thôi cô bác. Ở đây thì lợn ấy thì là mình cũng nuôi gọi là không phải là nó nhiều con quá, mà ở đây thì cháu Lực nhìn thấy là nó độ là hơn chỗ này thì hơn 2 mét rồi cô bác ạ. Chiều ngang của nó hơn 2 mét rồi. Đấy, nuôi thì mình cũng không phải là làm trang trại cho nên là cũng không có nuôi nhiều cho... mình không có làm mà chuồng lợn mà to quá đâu. Đấy, chỗ này thì sau này sẽ lấy sậu làm xong ấy thì sẽ đào rãnh luôn ở đây này. Đấy, đào rãnh luôn và
cái phần chất thải của phân ấy thì là sẽ để mà đi xuống dưới, chảy đi xuống dưới cho là mình phơi dưới kia luôn, tận dụng lại. Nhưng mà như này thì liệu sỉ có thấy nó bay bay không? Bay được không? Chắc không được đâu. Không được đâu đúng không? Cái này ấy. Đấy, theo như anh thấy là cũng không được, tại vì là phần trên thì đã đóng đinh vào rồi, cho nên nó cũng không bay được, mà để mà làm cao quá thì nó cũng không phải là cao các bác ạ. Nó cũng khá là thấp thôi. Thế theo sử như bây giờ các bác nói rằng là mình dùng cái lưới B40 ấy để mà mình quay đấy thì nó sẽ hỏng rất là nhanh, thì sử có phương án khác để mà sử làm không? Không biết à. Không biết à. Thế bây giờ nếu mà như anh vừa bảo ấy thì là nếu mà mua lưới B40 ấy thì là không, nếu mà theo như là nó không có được lâu thì là mình có thể là dùng cây đấy, dùng cây làm, sau này mà nó hỏng ấy thì là mình lại tiếp tục mình sửa sau. Được. Đấy, còn bây giờ anh làm ra sau này cái phần chi phí nó dư ra bao nhiêu thì là anh sẽ để mà mua cám. Được. Đấy, mua cám. Mà đây thì không phải là mua cám để cho ăn hết đâu, mình có thể là mua một bao cám xong mình trộn với lại những cái cây cỏ dại này này. Được. Đấy, cho nó ăn đấy, chứ không phải là cho nó ăn nguyên cám đâu cô bác. Tại vì nếu mà bây giờ cho nó ăn nguyên cám thì sợ sau này hết cám cái là không có tiền mua cám, là nó không ăn nữa thì nó sẽ gầy đi. Này thì hôm qua là sử đổ là cứng chưa ấy? Cứng rồi. Đúng rồi à? Đổ chỗ này thì đổ được mấy hôm rồi? 2 hôm rồi. Được 2 hôm rồi à? Dạ. À, buổi sáng sớm mà cháu Lực lên thì là vẫn chưa thấy em mới đổ các bác ạ. Đến chắc là chiều thì lên thì em em sử thì mới đổ xong. Có thể là bây giờ các bác đang theo dõi thì cái cột cái bên này này các bác này, bên này thì hiện tại là sau này, hiện tại là chỗ này thì vẫn còn làm đường xe máy, cho nên là mấy anh em chưa thể mà đào hết được. Mấy đứa thì hot cắt này, vứt sang bên kia này. Đấy, xong là lấy đường xe máy đi vào đây. Lấy đường xe máy cho nhà chú của bác ạ. Còn về cái chỗ này này các bác này, chỗ này là cái con đường mà lên trên nhà trên kia các bác. Từ thời xưa rồi cho nên là em sử nói là không thể đào hết được, vẫn phải chừa cho hàng xóm lên một chút. Tại vì nếu mà mình đào hết thì hầu như là không muốn người ta lên rồi, thành ra là sau này sợ rằng là hàng xóm sẽ có dị nghị không tốt về em sử chẳng hạn. Đấy, có phải không, phải điều đấy không? Có. Rồi. Anh em ở đâu thì cũng muốn là hàng xóm nó hòa thuận với mình thì mình mới ở được cô bác. Thế còn về cái phần là chuồng nữa, các bác nói rằng là nếu mà để ở bên kia thì nó sẽ rất là mùi cập vào cái phòng ngủ của em. Vâng. Đấy, thì đến lúc nào mà làm chuồng trại xong thì mình có thể là để ở trên này nhá, để đây nhá. Vâng. Đấy, mình lấy đá về mình kê lên cho nó cao. Đấy. Vâng. Hai anh em mình cố gắng đi lấy đá về một chút. Vâng. Đấy, cố gắng lấy đá về để mà mình kê dưới kia cao lên, xong là chuồng gà sẽ ở đây và phần là chuồng lợn sẽ ở đây. Đó. Đấy, ở đây thì các bác sợ rằng là để chuồng lợn ở bên kia thì nó mùi quá, thành ra là hai anh em ngủ nó rất là khó, cùng với lại ông nữa. Đấy, nhưng mà về cái phần chất thải của dê thì chất thải của con gái các bác thì nó sẽ không có được mùi bằng cái lợn, chuồng lợn. Còn là chuồng lợn thì bây giờ làm khá là xa như này rồi thì chắc chắn là sẽ không có mùi đi xuống dưới cả. Đấy, ở đây thì các bác cũng nói với cháu Lực rằng là nên để ở dưới nhà cũ hết. Đấy, cũng có gọi là một nửa các bác thì là muốn làm chuồng trại trên nhà mới, còn là một nửa các bác thì là muốn để xuống dưới nhà cũ. Đấy, thì bây giờ ở dưới nhà cũ thì cái chuồng ấy các bác thì cũng làm từ khá là lâu rồi, và nếu mà để mà làm lại thì là cũng rất là khó, cho nên là quyết định là em sử cũng quyết định là sẽ làm ở đây để cho nó tiện nhà mới một chút. Trước cháu có Lực còn đọc được rất là nhiều những cái bình luận của các bác nói rằng là tại sao lại lên nhà mới mà không có lấy con vật theo. Đấy thì mình chưa làm được chuồng trại làm sao mà lấy được theo các bác. Không thì bây giờ lấy chưa làm được chuồng thì chẳng lẽ lại mang trâu đi buộc những gốc cây, hay là mang lợn để cho những gốc cây thì nó lại không có được được cho lắm. Còn nắng nôi mọi cái nữa thì cũng rất là mong
rất là hết sức mong các bác ở trên kênh là thông cảm cho cháu Lực cô bác nhé. Còn rất là nhiều điều cháu Lực còn phải là học hỏi thêm nhiều, nhiều hơn nữa để mà giúp cho bản thân của cháu Lực được hoàn thiện hơn. Đấy, thì rất là mong các bác sẽ đóng góp ý kiến nhiều hơn các bác nhé. Còn cắt để như này thì sợ nó bị trôi không hả Sử? Không sợ đúng không? Đấy, cắt thì vẫn còn khá là nhiều các bác. Đấy, tuy nhiên thì hiện tại là nó đang rơi vào cái mùa thu các bác ạ. Mùa thu cho nên là lá cây nó rụng khá xuống rất là nhiều. Đấy, nó tạo thành là chỗ nào cũng có lá cây. Thì hai anh em mà chịu khó là quét dọn một chút nhá. Quét dọn là xung quanh nhà một chút để cho nó, người ta bảo là nhà sạch cái mắt, nhà sạch thì mát, bát sạch thì ngọt cơm. Đó. Ở đây thì chắc là bảo với Sử thì Sử là không có biết đâu cô bác đấy, nhưng mà tuy nhiên rằng là bảo nhiều thì em sẽ biết thôi. Sử thì hôm nay có vẻ là chơi quả ba lố mát mẻ đấy nhỉ. Đến chiều tối cô bác thì vẫn còn khá là hơi kiểu se lạnh một chút ở trên nhà của em Sử đấy. Ở trên kia thì Sử trồng cái gì ấy? À, trong bán phạm gửi á. Thế thì Sử thì đưa anh đi xem nào được nhỉ. Trong cái bán phạm gửi thì chắc là hạt giống gì đấy cô bác ạ. Chỗ này thì bây giờ còn xi không Sử? Nếu mà còn xi thì Sử tận dụng lại đổ luôn đây này. Đấy. Còn bao nhiêu thì mình đổ bao nhiêu. Đấy. Quả này như kiểu quả dâu ấy nhỉ, quả này. Quả này như kiểu là quả dâu tây đấy các bác, nhưng mà không có phải. Không biết ăn vào thì nó có vị gì, nhưng mà thôi, không có dám ăn. Thế là đây là, ấy lên một tí rồi. Đây này, nhú nhú lên một tí rồi các bác này. Đây là hạt giống mà gửi từ bên Mỹ sang. Hiện tại thì cháu Lực không biết là nó là thuộc dạng hạt giống gì các bác. Hôm nọ thì cháu Lực mở ra thì có như kiểu là hạt bầu này, hạt bí này. Ui, nó lên luôn đấy. Ui, hay là gà ăn rồi. Hay là nó chết rồi. Hôm nọ sự chuột với cái gì đấy? Phân châu à? Có vẻ như là không có rồi. Thấy. Không phải, chắc là nó bị giống nó bị chết rồi. Chỉ thấy lên có một cây thôi nhỉ. Tanh nước này thì đầy thì hai anh em là sử dụng là độ tầm bao nhiêu ngày? 2-3 ngày à? Là tắm giặt thoải mái đúng không? À. Đấy, một cái tách đầy như này thì hai anh em ba cháu là sử dụng rất thoải mái cô bác, được tầm độ là 3 ngày. Đấy, 2 đến 3 ngày đi. Đầy chứ, nước ấy. Vật đầy đúng không? Đấy, thỉnh thoảng nếu mà nó bẩn quá thì xả hết đi Sử ạ. Xả hết ra cái phần xả dưới kia kìa. Đấy. Xả hết để mà rửa cho nó sạch cái tách thì nó sẽ không có chất bẩn nó. Ôi, cây này thì có vẻ như kiểu chết rồi, ôi rồi. À đây không phải là chết đâu nhá, nó chưa có lá đây này. Đấy, đây này. Nó vẫn còn có cái búp này. Như kiểu khô như cứ tưởng là chết rồi đấy cô bác. Ôi, dâu này tốt đấy nhở? Có phải trồng không? Không phải đâu. Ui. Dâu dâu má à? Sử biết dâu gì không? Biết đâu. Chứ mà tiếng Mông biết không? Không biết. Sử biết. Sử, thế Sử bao giờ ăn dâu này chưa? Đây để gọi là dâu má hay sao ấy. Dâu này để ăn thì nó cũng hình như là để mà mát gan hay sao cô bác ạ. Rất là mát gan. Nó cũng ở đây thì dâu này thì cháu được thấy là
đem đi đi đun lên để mà lấy nước nó sắc uống ấy. Để vào trong tủ uống thì nó bảo là người ta bảo là mát gan hay sao bác. Ông ấy đang làm gì ở dưới nhà cũ ấy bây giờ ấy? Thế hai anh em là làm việc ở dưới nhà cũ hết rồi à? Thế xong thì mới lên à? Thế mới lên là nó nấu cơm đợi ông à? Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem bản em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân và em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà cô chú anh chị và tất cả khán giả ở trên kênh bản em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều. Phải, có vẻ như là con xe chiến mã của em Sử thì cũng khá là bẩn rồi cô bác ạ. Vừa rồi thì em có bảo là đi xuống để mà rửa một chút xe. Xe này thì cũng mua được đến thời điểm hiện tại thì cũng được là được gần một năm đấy cô bác ạ. Xe của con xe này thì của bác Tiên là bác ấy gửi tặng cho em Sử. Cũng như để làm một con xe đi lại, hay là những lúc mà em ông bị ốm này, hay là em Hải bị ốm, là đưa đi vào bệnh viện thì nó sẽ kịp hơn. Và thêm nữa thì là một con xe để mà em Sử đưa em Hải là để đi học cô bác ạ. Hải thì nếu mà để mua cho xe đạp thì chắc là không có đạp được đến nhà đâu cô bác ạ. Tại vì là ở trên vùng cao thì hầu như là ít, trên thôn bản ấy là ít nhà mua xe đạp cho con cái để đi học. Tại vì là thứ nhất là để trường thì cũng hay rất là bị mất đúng không? Vâng. Đấy. Thứ hai thì nếu mà hỏng thì rất là khó thay cô bác ạ, xe đạp ấy. Đấy, bây giờ thì cùng em Sử là lấy xe đi rửa một chút cô bác ạ. Đấy, người ta bảo là của biển thì là tại người, thì là do mình sử dụng như thế nào thì nó được biển hay không, đấy là do mình cô bác. Máu ấm đi à, đi. Hay ngồi trên sâu em Sử thì cũng ngồi rất là nhiều rồi các bác ạ. Sử thì có vẻ như là hơn cân cháu Lực rất là nhiều các bác ạ. Nhưng cung đường này đối với em Sử thì nó gọi là em Sử đi suốt rồi, cho nên là rất là lụa các bác. Nhá, cung đường thì anh xuống nhá. Có được không ấy? Được đúng không? Ôi. Đây Sử là tự rửa xe nhá. Đây, ở nhà Sử thì hầu như là không có nước mấy đâu cô bác ạ. Có nước thì có nước nhưng mà nếu mà điểm rửa xe thì là không có rửa được mấy, cho nên là quyết định là đi xuống nhà cháu Lực để mà rửa luôn. Thì Sử xịt xong là lấy cái dầu rửa, cái rửa nhá. Sự thả đi xong lại bóp nữa. Thả đấy, bóp lại. Đấy, nó mới lạnh. Nếu mà làm quán rửa xe cũng được ấy Sử nhờ. Quán rửa nguyên xe thôi.
Ở chỗ này thì cũng là trọ của cháu Lực thưa cô bác ạ, cũng không phải là mua hay là nhà của cháu Lực cả. Nhà của cháu Lực thì ở dưới thôn. Ở trên xá này thì là gần nhà các em hơn, thành ra là cháu Lực là lên trên này để mà trọ, với lại cái công việc cho nó dễ dàng hơn một chút. Nếu mà xử đi ra ngoài rửa thì rửa một lần người ta lấy bao tiền? 10.000. Lấy 10.000 à? Nhưng mà chỉ xịt thôi đúng không? Nếu mà rửa xà phòng nữa thì là tầm bao nhiêu? 20 rửa xà phòng nữa là 20 à? Ừ. Hay xử xuống cái xá này để mở một quán rửa xe được không? À? Không biết đâu đúng không? Thì sợ là mở xong là không có ai rửa thôi. Người ta toàn về rửa hộ là rửa nhờ là nhiều đâu các bác ạ. Tại vì là ở trên vùng cao thì nếu mà như kiểu bạn bè nhỏ xử xuống ấy, thì là ai cũng không có tiền mà các bác. Thì là người ta cũng chỉ hay vào để mà rửa nhờ, để rửa là để rửa nhờ nhờ thôi. Đấy, rửa xong thì nhìn có vẻ xe có vẻ bóng bẩy một chút đấy nhờ. Có vẻ như là thời gian này ở bản là mưa nhiều quá nhờ. Ô, sử dụng tắt chìa khóa à? Tắt chìa khóa đi, tí là hết pin đấy. Nói là cái phần quà mà bác Tiên bác ấy tặng cho em Sử thì cũng là một cái phần quà mà rất là ý nghĩa của bác ạ. Ở đây thì vừa rồi thì cháu Lực cũng đã nói rồi, phần quà là thứ nhất là phương tiện để mà em Sử đi lại trong lúc mà có công việc gì, những lúc mà đau ốm thì có thể là đưa ra trạm xá thì nó sẽ nhanh hơn cô bác ạ. Nếu mà nó không mạnh ấy, thử thả đi xong lại bóp lần nữa nhá, nó mạnh hơn. Nếu mà ở nhà thì thử hay đem đi đâu để mà rửa? Ở nhà thì đem đi đâu mà rửa? Thì đâu có nước thì đi đâu rửa. Chỗ nào là có nước thì đem ra rửa à? Nhưng mà mỗi lần mà mình rửa thì mình làm cách nào? Có mình kiểu nó không mạnh ấy, thì là mình lấy cái gì để mà dội cho nó đất nó ra? Lấy khăn thôi à? À, coi như là gọi là chỉ lấy lâu lâu qua cái xe đúng không? À. Đây, rửa xong thì có vẻ như là chưa xong đâu các bác nhá. Rửa có vẻ như là xịt qua là nhìn cho nó bóng bẩy hơn rất là nhiều xe ấy. Nếu như mà ở trên xá này phát triển hơn thì cũng có thể là mở trên xá này một cái quán rửa xe để mà rửa cũng rất là được đấy cô bác ạ. Tôi được thấy là quán rửa xe thì chưa có quán nào, chỉ có quán là sửa xe thôi. Đấy, nhưng mà tuy nhiên thì nó cũng là thuộc gọi là thứ nhất là còn chưa có được phát triển mấy, và thứ hai thì để mà mở được một quán rửa xe như này thì chỉ sợ rằng là người ta rửa xong lại nợ thôi.
Đấy, bây giờ thì cho em xử là rửa xe một chút cô bác ạ. Rồi thì cho em ấy đi về. Từ chỗ lực mà lên trên nhà các em thì cũng một đoạn mà cũng đi xe máy là rơi tầm 20 phút cô bác. Đấy, tuy nhiên là em xử là vừa xuống đây để mà mua thức ăn luôn, cho nên là tiện là vào nhà cháu Lực để cháu Lực cho em ấy rửa xe luôn cô bác. Cái thước phim này thì cũng khá là dài rồi cô bác ạ. Vừa rồi thì các xã buổi lúc mà cháu Lực lên ấy thì các em cũng có cho cháu Lực một cái xem cái tin nhắn ấy, có người nhắn tin gọi là như kiểu là lừa đảo đấy cô bác. Tuy nhiên thì cháu Lực cũng đã dặn dò các em rất là kỹ rồi, thì đừng có để mà tiết lộ cái thông tin bản thân của mình cho ai. Đây có lẽ là cái thước phim này cũng khá là dài rồi, chắc là cháu Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi cô bác ạ. Và cảm ơn các bác đã theo dõi hết video. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bạn Em. Ê Sứ ơi, em tắt cái máy để chào con các bạn nè. Cháu Sứ xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. Mm-hmm.